Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Lữ đoàn tinh nhệ Ukraine bắt sóng hàng chục binh sĩ Nga trong cuộc phản công ở Kharkov. Một lữ đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine mới đây xác nhận rằng họ đã bắt được hàng chục binh sĩ Nga khi tiến hành cuộc phản công ở Kharkov, miền Bắc Ukraine. Theo Kyiv Post, lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ của Ukraine hôm thứ Tư vừa công bố hình ảnh và video cho thấy họ đã bắt giữ 24 binh sĩ Nga làm tù binh trong một trận chiến ở Kharkov. Một đoạn video dài 28 phút được lữ đoàn đăng lên mạng cho thấy những người lính Nga bị bắt làm tù binh khi chiến đấu gần thị trấn Vodchansk. Điểm chiến sự được cho là nóng nhất ở Kharkov đang ngồi bên trong một căn phòng rộng. Ký post xác định có hai binh sĩ đã xuất hiện trong một video riêng biệt được đăng tải trước đó hôm thứ Hai, 10 tháng 6. Các phương tiện truyền thông xã hội của quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa tin về hiện tượng một số lượng đáng kể binh sĩ Nga đầu hàng tại Kharkov vào tuần trước sau các cuộc phản công của các đơn vị bộ binh tấn công Ukraine. Ký post trước đó xác nhận có một số binh lính Nga cũng đã đầu hàng trong và xung quanh thị trấn Vostchansk, Tuy nhiên, dường như số lượng binh sĩ Nga đầu hàng lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine lần này lớn hơn đáng kể. Hai sĩ quan của lữ đoàn xung kích số 3 tiết lộ với ký Post rằng trong một cuộc giao tranh gần đây đã có một số lượng lớn quân Nga đầu hàng. Theo ký Post, phát biểu trong video được đăng tải hôm thứ Tư 11 tháng 6, các tù binh Nga cho biết các đơn vị của họ đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng Ukraine với sự yểm trợ bởi pháo binh và máy bay không người lái FPV. Một tù binh Nga thậm chí cho biết đơn vị của Anh chỉ còn 7 người sống sót trong một cuộc phản công của Ukraine và đang ở trong một hầm trú ẩn trước khi bị lữ đoàn xung kích số 3 bắt giữ. Các tù binh Nga thừa nhận họ thuộc về lữ đoàn súng trường cơ giới số 28 và trung đoàn súng trường cơ giới số 283. Về phần mình, Nga từng tuyên bố họ đã bắt giữ khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine kể từ khi cuộc chiến với Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Gần một nửa đã bị bắt làm tù binh sau cuộc bao vây kéo dài 85 ngày đối với thành phố cảng Mariupol trên biển Azov. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết khoảng 3-3.500 binh sĩ Nga đang bị Ukraine giam giữ. Ukraine thành công cầm chân Nga ở mặt trận Kharkov, nhưng thị trấn Vodchansk phải trả giá cực đắt. Vũ khí phương Tây và quân tiếp viện đã giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga ở mặt trận Kharkov. Dù vậy, thực tế là mọi nỗ lực đã quá muộn để cứu thị trấn Vodchans, nơi đã bị phá hủy nặng nề và phải trả giá cực đắt vì đây là mục tiêu tấn công chính của quân đội Nga. Theo New York Times, tòa thị chính, một trung tâm văn hóa, một số khách sạn ven sông và vô số khu chung cư ở thị trấn Vodchans giờ đây đã bị hủy hoại vì chiến sự ác liệt. Là một thị trấn nhỏ bị trí cắt bởi sông Vojtcha, từng là một điểm thu hút khách du lịch trong vùng, nhưng thị trấn cũng chỉ cách biên giới Nga khoảng 5 km. Khi Nga bắt đầu một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào Kharkov vào ngày 10 tháng 5, Vojtchans đã trở thành mục tiêu bị tấn công dữ dội nhất và một tháng giao tranh ác liệt không ngừng đã tàn phá thị trấn, buộc hầu hết dân thường ở đó phải di tản. Bà Tetiana Polikova, 53 tuổi, cho biết bà đã cố gắng không sơ tán trong suốt hơn 2 năm chiến tranh, dù Vodchans cũng từng bị nhiều lần bắn phá. Nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng trước khi địa ngục bắt đầu, bà cho biết. Thị trấn nhỏ yên bình của tôi đầy cây và rất nhiều hoa, nhưng giờ đây không còn Vodchans nữa. Bà Polikova, cựu cư dân ở Vodchans, nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times. Bà Bolikova mô tả hỏa hoạn do xung đột đã thiêu rụi khu rừng và các tòa nhà trong thị trấn. Những vết cháy đen còn sót lại trên những bức tường của các tòa nhà là minh chứng cho sự khốc liệt của chiến tranh. Khi bơm và tên lửa trút xuống Kharkov và các khu vực lân cận, trung bình mỗi ngày có 20 quả bơm lượng của Nga trút xuống Vodchans mỗi ngày. Vodchans, nơi có khoảng 17.000 cư dân trước chiến tranh, giờ đây nằm trong danh sách các thị trấn bị biến thành đống đổ nát hoang tàn của Ukraine. Quân đội Ukraine đã khẩn trương tăng cường nhiều lữ đoàn tới chi viện cho lực lượng trấn giữ Kharkov, bao gồm Vodchans và Mỹ cùng các đồng minh châu Âu của Ukraine đã dỡ bỏ lệnh cấm nước này sử dụng vũ khí do họ cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Nhờ có vũ khí tối tân của phương Tây, Ukraine đã chặn đứng được bước tiến của Nga. Hiện chiến tuyến vẫn chạy qua Vodchans, nhưng Ukraine kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ của thị trấn. Trung úy Denis Yaroslavsky, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát thuộc Lữ đoàn 57 của Ukraine, được triển khai gần Voschansk xác nhận, hiện người Nga vẫn tiếp tục bắn phá thị trấn, nhưng hiện không đạt được tiến bộ nào trong nỗ lực chiếm giữ nó. Họ vẫn tiếp tục cố gắng tiến vào Voschansk theo từng nhóm nhỏ, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được tình hình, Trung úy Yaroslavsky nhấn mạnh. Valery, một trung sĩ cấp dưới trong tiểu đoàn trinh sát của lữ đoàn 57, người có biệt hiệu Regat cho biết quân đội Ukraine đã phải mất 3 tuần để chặn đứng bước tiến của quân Nga. Chúng tôi đang giữ vững vị trí của mình và không ai rút lui. Alexander, người điều khiển máy bay không người lái thuộc một tiểu đoàn trinh sát thuộc lữ đoàn 57 của Ukraine, nói với New York Times. Ukraine tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Moscow dán đòn sắm xét vào căn cứ không quân của Kiev. Nga ngày 14 tháng 6 cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát. Tổng cộng, Nga đã bắn 87 máy bay không người lái do Ukraine phóng. Theo Rada, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 87 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga và lãnh thổ Crimea do Moscow kiểm soát vào đêm 13 tháng 6, rạng sáng 14 tháng 6. Có thông tin nói rằng có 70 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên lãnh thổ tỉnh Rostov của Nga, 6 chiếc khác bị bắn rơi ở tỉnh Voronezh, 6 chiếc bị hạ gục ở tỉnh Kursk, 2 chiếc ở tỉnh Belgorod, 2 chiếc ở vùng Volgograd và một chiếc UAV trên lãnh thổ Krim. Truyền thông Nga đưa tin người dân thị trấn Morozov, tỉnh Rostov đã báo cáo về các vụ nổ lớn vào ban đêm trong khu vực. Ngoài ra, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra trong thành phố, theo New Voice of Ukraine, đám cháy đã bùng phát gần sân bay quân sự Nga ở Morozov. Ông Vasily Golubev, thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết, một số khu vực ở quận Morozov đã bị cắt điện do cuộc tấn công bằng UAV bất ngờ của Ukraine, hiện chưa có báo cáo về thương vong của dân thường hoặc quân đội Nga sau vụ tấn công. Trước đó, ông Alexander Gushev, thống đốc tỉnh Voronezh của Nga cũng tiết lộ rằng máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một kho dầu trong tỉnh vào ban đêm và nó đã bị hư hại. Theo New Voice of Ukraine, máy bay không người lái Ukraine đã đánh trúng một kho chứa dầu ở Liski, Voronezh, gây hư hại nghiêm trọng cho nó. Các dịch vụ khẩn cấp hiện đang khắc phục hậu quả và việc đánh giá thiệt hại sau tấn công. Ông Gusev, thống đốc tỉnh Voronezh nói. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Nga rạng sáng 14 tháng 6 cũng tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào Ukraine theo chỉ boss Nga được cho là đã bắn tên lửa đạn đạo, hàng chục máy bay không người lái, tên lửa Kh-101, Kh-55, từ ít nhất 5 máy bay ném bơm chiến lược, nhắm vào hầu hết các khu vực phía Tây Ukraine. Đặc biệt, mục tiêu chính được ưu tiên trong cuộc tấn công là Starokotis antiniv ở vùng Melitinsky, nơi đặt một căn cứ không quân rộng lớn của Ukraine. Nga được cho là đã phóng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, sau đó là phóng tên lửa hành trình tấn công căn cứ Ukraina. Cuộc tấn công dừng lại lúc 4 giờ 43 phút sáng 14 tháng 6, nhưng khoảng 6 giờ sáng, tên lửa siêu thanh KH47M2 Kinzhan của Nga tiếp tục được phóng để tấn công Starokostiantyniv. Tổng cộng, Nga đã sử dụng 31 tên lửa và UAV để tấn công Ukraine bao gồm căn cứ quân sự của Kiev ở starokostiantyniv vào rạng sáng 14 tháng 6. Những tên lửa và UAV này bao gồm 10 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 phóng từ máy bay ném bơm chiến lược Tu-95MS ở vùng Saratov của Nga. Ba tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ krim và vùng Rasnodar Krai của Nga. Tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzon được phóng từ không phận vùng Tambov của Nga và 17 UAV Shahed-131-136 được phóng từ vùng Chesky, Nga. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 5 tên lửa và 14 UAV Nga nhắm vào các vùng Melnitsky, Kiev, Dnipropetrovsky, Zaporizhia, Milovlev, Kharkov và Odessa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.